thì ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn theo dõi một ca gắn móc cài cho bạn Nguyễn Phương Thảo, 15 tuổi, và thực hiện ca gắn móc cài ngày hôm nay là bác sĩ Lương Thị Lan của chúng tôi ạ. Và việc lấy đi những cái mảng bám cao răng này sẽ hạn chế được các bệnh lý viêm nha chu. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với livestream trực tiếp của Nha khoa Hùng Vương. Thì ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn theo dõi một ca gắn móc cài cho bạn Nguyễn Phương Thảo, 15 tuổi, và đến từ Đoan Hùng. Và thực hiện ca gắn móc cài ngày hôm nay là bác sĩ Lương Thị Lan của chúng tôi ạ. Và trước khi thực hiện gắn móc cài thì bác sĩ Lan đã làm sạch cái bề mặt răng và lấy đi những mảng bám cao răng để giúp cho những chiếc móc cài được gắn lên răng chắc chắn hơn. Và việc lấy đi những cái mảng bám cao răng này sẽ hạn chế được các bệnh lý viêm nha chu. Và sau đây mình sẽ tiến lại gần hơn để cho các bạn quan sát quá trình mà bác sĩ Lan làm được gần hơn nhá. Thì như tất cả các bạn đã thấy thì chiếc móc cài đầu tiên đã được gắn lên răng của bạn Phương Thảo rồi đấy ạ. Bác sĩ đang lấy đi những chất keo dư thừa ở xung quanh chiếc móc cài. Các bạn thấy cái quá trình mà gắn móc cài cho bạn nhỏ thì rất là tỉ mỉ và cẩn thận. Tiếp theo đó thì bác sĩ Lan sẽ dùng một cái thước đo chuyên dụng để đo được cái chiều cao của chiếc móc cài sao cho cái tỷ lệ chiều cao của móc cài được đúng so với kế hoạch mà bác sĩ Lan đã lên cho bạn Phương Thảo nha các bạn. Cùng đó thì các bạn kỹ thuật viên sẽ giúp bác sĩ chiếu đèn để làm cho chất gắn của móc cài sẽ được gắn cố định trên răng hơn nhé. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn được biết là các quy trình trong chỉnh nha nhé. Nó sẽ có hai lần hẹn. Lần hẹn thứ nhất sẽ được bác sĩ thăm khám lâm sàng, chụp bộ ảnh trong miệng, mặt thẳng, mặt nghiêng, sao lại mẫu hàm bằng thạch cao. Sau đó chụp phim X-quang răng mặt thẳng, mặt nghiêng. Từ những dữ liệu thu thập được, bác sĩ chỉnh nha sẽ lên kế hoạch để điều trị tốt nhất cho khách hàng. Tiếp theo đó thì sẽ đến lần hẹn thứ hai. Sau khi lên kế hoạch, bác sĩ sẽ hẹn bệnh nhân đến một lần nữa để nghe kế hoạch mà bác sĩ đã đưa ra và bắt đầu cho giai đoạn chỉnh nha, đó là gắn móc cài nha các bạn. Xin chào bác sĩ Lan ạ. Bác sĩ Lan có thể chia sẻ một chút về cái tình trạng răng của bạn Phương Thảo ngày hôm nay cho tất cả mọi người được biết được không ạ? Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về tình trạng của bạn Thảo. Mình sẽ cho các bạn nhìn cái ảnh mẫu cao này, các bạn thấy hình dung hơn. Cái tình trạng của bạn Thảo đó là bạn có hai cái răng cửa nó không được đều nhau. Cái thì bị vách lên nên là khi mà cười ra thì bạn ấy rất là xấu hổ với lại các cái mạng từng lớp. Thứ hai nữa là về cái khớp cắn thì khớp cắn của bạn ấy là khớp cắn hở, nghĩa là cái vùng răng cửa trên và dưới của bạn ấy đang không được khớp với nhau. Đấy, thì là cái việc như thế này thì là sẽ ảnh hưởng đến cái việc cái răng cửa thực hiện chức năng cắn xé là nó sẽ rất bị ảnh hưởng. Còn như là nó không thực hiện được cái chức năng vậy. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Lan ạ. Thế với cái tình trạng của bạn Thảo ngày hôm nay thì cái quá trình mà bác sĩ đã lên kế hoạch ấy, thì cái quá trình chỉnh nha sẽ kéo dài trong khoảng bao lâu ạ? Các bạn với cái tình trạng như thế này thì mình sẽ lên kế hoạch và chỉnh răng cho bạn ấy trong khoảng 3 tháng. Thì bạn ấy sẽ được chỉnh răng
thì mình sẽ tắm để đi an toàn hàng cho bạn đấy và điều chỉnh cái thuốc tắm hở. Thì với cái kế hoạch điều trị như vậy thì là mình dự tính trong vòng tầm độ khoảng 2 năm cho bạn. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ Lan đã chia sẻ cho tất cả mọi người cùng biết được. Hiện tại thì Nha khoa Hùng Vương đang có rất là nhiều những cái chương trình ưu đãi dành cho các bạn học sinh, sinh viên chỉnh nha mắc cài kim loại thường không nhổ răng với giá là 15 triệu, mắc cài kim loại có nhổ răng với giá là 20 triệu và mắc cài sứ là 23 triệu. Các bạn nào đang gặp phải tình trạng răng miệng khớp khểnh này, cắn ngược, răng hô, khớp cắn hở thì các bạn hãy nhanh tay inbox cho Nha khoa Hùng Vương, bên Nha khoa sẽ hỗ trợ tất cả các bạn nhé. Mình sẽ tiến lại gần hơn để cho các bạn theo dõi được cái quá trình mà bác sĩ Lan đang gắn mắc cài nhé các bạn. Những chiếc mắc cài đã được gắn lên răng của bạn Phương Thảo rồi đấy ạ. Bác sĩ Lan thì đang dùng một chiếc thước đo chuyên dụng để đo cái chiều cao của mắc cài sao cho được chính xác và chuẩn nhất. Thì thông thường một ca gắn mắc cài, khi buổi đầu gắn mắc cài thì sẽ kéo dài khoảng 2 tiếng cho đến 2 tiếng rưỡi mới có thể là xong. Thì mình xin được kết thúc video livestream tại đây và hẹn các bạn tại những video livestream tiếp theo nhé. Để biết được cái sự thay đổi của bạn khách hàng thì các bạn hãy luôn luôn đồng hành cùng Nha khoa Hùng Vương nhé. Xin chào tất cả các bạn.